được dành riêng cho Android và iOS. Need for Speed No Limit hứa hẹn sẽ cho game thủ thỏa mãn khủng khiếp tốc độ với những siêu xe thời thượng nhưng màn giật đuổi ngạt thở. Người chơi sẽ được thấy vô vàn xế hộp, không chỉ điên cuồng về tốc độ mà còn cá tính về kiểu dáng, mang đậm chất đường phố vô giới luật, luôn bị lực lượng cảnh sát bám giết sau lưng, chờ đợi tóm gáy kẻ phạm pháp. Game cung cấp cho bạn 3 cơ chế điều chỉnh là xoay chuyển thiết bị, cảm ứng bằng nút bấm trên màn hình và cảm ứng theo cơ chế vô lăng ảo. Bên cạnh đó, hệ thống động cơ chạy bằng nitro cho phép siêu xe tăng tốc vào những thời điểm cực kỳ quan trọng, trở thành vũ khí đắc lực đôi khi quyết định thắng thua chỉ trong tích tắc. Need for Speed No Limit với những đối chất trong gameplay và nền tảng đồ họa khẳng định giá trị chất lượng, trở thành siêu phẩm đua xe trên mobile mà bất cứ tay nghiện tốc độ nào cũng không thể bỏ qua. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!